Không biết là trong số bạn đang theo dõi video này, các bạn đã bao giờ gặp phải một số những cái trường hợp như mình ấy chưa ạ? Ví dụ như là các bạn đang chơi game ở trên PC, đang chơi đến cái boss cuối cùng rồi, tự nhiên bụp một phát, mất điện. Chúng ta cảm giác của chúng ta lúc đấy như nào? Rất là khó chịu, đúng không nào? Hay đơn giản như là chúng ta đang kết nối wifi với cả điện thoại, đang chơi game hay, tự nhiên bụp một phát, mất điện. Hay đơn giản như là các bạn đang soạn thảo văn bản ở trên PC, quên mất, chưa kịp save S lại thì mất điện. Hay cũng có một số những trường hợp nữa như là nhà của chúng ta có rất là nhiều camera giám sát. Thế thì nếu như tên trộm muốn ngắt cái hệ thống camera giám sát này đi thì nó sẽ cắt cái nguồn điện vào nhà của chúng ta. Thì nó sẽ như thế nào? Nếu mà camera chỉ cần mất điện trong khoảng mấy phút thôi thì có thể sẽ rất là nguy hiểm đến an ninh của nhà chúng ta. Đấy. Hay như là các bạn nhân viên ở trong nhân viên thu ngân chẳng hạn, ở trong các cái tiệm tạp hóa, chúng ta đang làm việc, đang tính tiền cho khách, tự nhiên mất điện thì sao? Thế thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái bộ lưu điện của Eaton. Đấy, đây là bộ lưu điện Eaton 5A UPS, và cái bộ lưu điện này nó sẽ giải quyết được gần như tất cả những cái thứ mà chúng ta cần. Đấy, và ở đây thì mình cũng sẽ có những cái bài test dành cho các bạn luôn. Cái bộ lưu điện này thì nó sẽ có công suất là khoảng 900W nhé các bạn nhé. Tuy nhiên là mình sử dụng thì sau khi trừ hao các thứ đi thì công suất của nó sẽ là 675W. Và mình thấy là 675W thì thực ra là nó cũng tương đối đủ dùng đối với văn phòng của mình rồi. Và khi mà mình làm xong cái bộ này thì mình thấy nó hay quá, thì mình cũng lấy về cho văn phòng của mình luôn. Đấy, và các bạn cũng có thể mua những cái bộ lưu điện mà nó có công suất nó nhỏ hơn. Thì Eaton có các cái giải sản phẩm từ khoảng 360W cho tới là 1200W. Đấy, thì anh em cũng có thể tham khảo. Rồi thì mình sẽ nói về cái bộ 900W này của mình thì sao. Đây, bây giờ mình sẽ có những cái bài test như thế này dành cho các bạn nhé. Ở đây là mình đang cắm. Đây, mình sẽ quay cái này ra để cho các bạn nhìn rõ hơn. Đấy, với cái bộ lưu điện này thì nó sẽ có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái ổ cắm ở đây. Đấy, và hiện tại thì mình đang cắm hai cái ổ cắm vào. Cái ổ cắm này là mình cắm cái bóng đèn Kino ở chỗ mình. Cái bóng đèn này thì sẽ có công suất là 150W. Và thứ hai nữa là mình cắm một cái đèn ở phía sau ở đây. Đấy, ví dụ mình rút ra để cho các bạn thấy đây. Cái đèn màu xanh ở phía sau này. Đấy, là mình cắm thẳng vào cái bộ lưu điện này. Cái bộ lưu điện này thì bây giờ là mình đang cắm vào cái ổ nguồn của mình. Đấy, thì có một số cái mình cắm vào ổ nguồn trực tiếp. Ví dụ như là mình cắm cái bóng đèn đỏ này vào cái ổ nguồn trực tiếp này nhé các bạn nhé. Thế nếu như bây giờ bị mất điện thì sao? Các bạn sẽ nhìn thấy là cái đèn đỏ này nó sẽ bị ngắt đi. Còn cái đèn xanh này thì sẽ không này. Mình sẽ thử cho bạn xem. Đấy. Và khi mà bị mất điện phát là cái bộ lưu điện này nó sẽ khởi động lên luôn dành cho chúng ta. Và các bạn có thể thấy là bây giờ cái bóng đèn này của mình, bóng đèn Kino của mình, nó không bị tắt đi một tí nào cả. Đấy, mình bật lên để cho các bạn xem nhé. Ví dụ như bây giờ cái bóng đèn Kino của mình đây, các bạn nhìn này, bây giờ mình sẽ rút ra nhé. Các bạn nhìn nhé, rút ra là tự nhiên cái bóng đèn Kino của mình nó bị tắt đi luôn. Các bạn nhìn thấy không ạ? Mình cắm nó vào nhé. Đấy, thì nó sẽ bật lên như này. Đúng nào? Thế bây giờ ví dụ bây giờ mình ngắt cái nguồn này đi thì cái bóng này nó sẽ tắt, nhưng mà cái bóng đèn Kino này nó sẽ không tắt này, các bạn nhìn này. Đấy. Các bạn nhìn thấy không ạ? Thì mình thấy là cái này nó sẽ rất là phù hợp đối với cả công việc như mình nữa. Ví dụ như bây giờ mình đang quay video cho các bạn, đúng nào? Thế nhỡ may tự nhiên mất điện thì sao? Mất điện thì máy quay vẫn quay bình thường vì máy quay vẫn có pin mà. Nhưng mà mất điện là mình sẽ không thể quay được nếu như không có đèn. Thì cái này nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đó cho mình. Thì cái đấy là cái rất là hay. Rồi, thế thì mình cũng nói luôn, đấy là cái bộ lưu điện này nó sẽ không thể nào thay thế được cho ắc quy tích điện đâu. Bởi vì với ắc quy tích điện ấy, thì chúng ta sẽ tích được một cái khoảng thời gian rất là dài. Còn cái bộ lưu điện này thì nó sẽ giúp chúng ta trong một số những cái trường hợp như vậy. Đó. Rồi, thế thì theo công bố của nhà sản xuất thì sẽ như thế nào? Theo công bố của nhà sản xuất ý, thì cái thời gian tích điện của cái bộ lưu điện này nó sẽ là khoảng 55 phút nếu như các bạn tải 100W. 100W ở đây thì mình thấy là cỡ được khoảng cái quạt rồi đấy. Cái quạt, không biết là cái quạt của các bạn có đến 100W hay không, nhưng mà đại loại nó sẽ là như thế. Còn nếu mà các bạn sử dụng tầm khoảng 450W thì nó sẽ là tầm khoảng 8 phút. Và trong cái thời gian này thì chắc chắn là sẽ đủ để cho anh em bảo vệ các cái dữ liệu của mình rồi. Nếu anh em muốn copy dữ liệu từ PC cái thứ trong cái thời gian mất điện như thế, hay là cái thời gian đó là
cũng thừa để cho mình quay hết một video rồi. Ví dụ như video của mình tầm chục phút chẳng hạn, đang quay được tầm 5 phút rồi, nó mất điện, mình chỉ cần quay thêm 5 phút nữa thôi thì hoàn toàn thoải mái luôn. Bởi vì hai cái bóng đèn Kino này của mình mới là 300W thôi. Đấy, rồi, thế thì mình sẽ thử cái bài test để xem nó có giống như là những gì mà nhà sản xuất công bố hay không. Thì mình có cắm hai cái bóng đèn Kino này vào, tổng công suất là 300W, cộng thêm với cả cái máy chiếu của mình là 160W nữa. Thì như vậy là tổng công suất là sẽ là 460W, nghĩa là nó cũng xem với cả cái mức 450W mà nhà sản xuất đưa ra là trong vòng 8 phút. Đấy, thì mình test ở đây là 460W thì mình được 7 phút 40 giây, nghĩa là nó đang rất là sát với những gì mà nhà sản xuất công bố. Và mình thấy là cái điều đấy là cái điều mình rất thích. Rất là nhiều hãng họ công bố ra nhưng mà cái số liệu công bố của hãng nó khác xa so với cả cái số liệu mà mình test. Nhưng mà đối với cả cái bộ lưu điện này thì cái số liệu nó rất là sát với cả những cái gì mà mình test. Và với cái thời gian tích điện như thế thì mình thấy là cái bộ lưu điện này nó sẽ đủ để cho chúng ta có thể thoải mái để mà sạc pin rồi này. Sạc pin cho điện thoại là rất thoải mái trong những ngày mà nó bị mất điện này. Hay như là chúng ta sử dụng quạt cho trẻ em ấy, thì bạn chú ý nhá, là chúng ta sẽ sử dụng các cái kiểu như là cái quạt công suất bé cho trẻ em. Chứ còn nếu mà quạt công suất lớn thì nó cũng không lưu được lâu đâu. Đấy, hay kể cả như là tivi thì chúng ta xem những loại tivi mà nó nhỏ nhỏ thôi. Đấy, chứ những loại tivi to là nó cũng không trụ được đâu. Đấy, hay là những cái máy chiếu mini có công suất bé đấy thì được. Chứ còn mình cũng đã nói rồi, cái này nó sẽ không thể thay thế được cho ắc quy tích điện đâu. Đấy, và nó sẽ chỉ giúp chúng ta trong những trường hợp bất khả kháng như thế thôi. Đấy, xin nhắc lại là một số những trường hợp, ví dụ như là mình này, đang sử dụng trường quay như này, tự nhiên mất điện thì mình vẫn có thể sử dụng được bóng đèn giống như vừa nãy mình đã test cho các bạn xem. Đấy, hay như là bạn dựng video ở chỗ mình, đang dựng video rồi, đến cuối sắp render ra rồi, tự nhiên mất điện phát thì cái này nó sẽ cứu những cái đó. Hay là bạn đang soạn thảo văn bản ở trên PC nhá, tự nhiên mất điện, quên mà chưa kịp sạc chẳng hạn, cái này nó sẽ cứu các bạn. Đấy, hay sử dụng trong cái việc là camera giám sát ở bên trong gia đình như thế này, hay là máy tính tiền này, đấy, rồi là cục phát wifi. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng được những cái này nó rất là lâu luôn. Chứ còn để mà sử dụng những cái nguồn điện nó công suất lớn thì không, đúng nhá. Không, nhiều khi các bạn bảo là ôi anh Dương review cái này em về em cắm vào nồi cơm điện nhà em thì thôi thì chết rồi, em cắm vào bình nóng lạnh nhà em thì thôi thì chết, làm sao mà được, đúng nào. Thế thì mình cũng nói qua một chút về cái nguyên tắc hoạt động của cái UPS offline này nhá. Đó là điện lưới đầu vào sẽ đi qua cái công tắc chuyển mạch trước khi cấp tải cho chúng ta sử dụng. UPS lúc này thì sẽ chỉ sử dụng cái bộ sạc để mà nạp điện cho ắc quy. Trường hợp điện lưới không ổn định, quá cao hoặc là quá thấp thì mạch ổn áp AVR của UPS sẽ tự động kích hoạt để mà giảm điện áp đầu ra hoặc là tăng điện áp đầu ra để cho nguồn điện cung cấp cho thiết bị được ổn định hơn. Và trong cái trường hợp mất điện ấy, thì UPS sẽ tự động chuyển sang chế độ dùng nguồn điện ắc quy để mà duy trì hoạt động liên tục. Và cái thời gian chuyển mạch của cái UPS này thì nó rất là ngắn, nó sẽ chỉ từ 2 mili giây cho đến 10 mili giây thôi, nên là gần như nó sẽ không gián đoạn các cái hoạt động của chúng ta. Đấy, nên là vừa rồi các bạn sẽ thấy là khi mà mình tắt cái nguồn này đi này, đấy các bạn nhìn thấy không ạ, nó chuyển rất nhanh luôn, tắt phát chuyển ngay, cái thời gian chúng ta không thể cảm nhận được. Đấy, bật lên phát thì nó sẽ chuyển sang cái nguồn điện dân dụng thông thường của chúng ta. Đấy, còn vừa rồi thì mình cũng đã đọc cái nguyên lý thì các bạn cũng đã thấy là ngoài cái đó ra thì nó cũng sẽ giống như một cái ổn áp. Đấy, ví dụ như là ngày xưa nhà mình ở quê, nhà mình ở cuối nguồn điện nó rất là yếu. Thế xong rồi nhà mình lại cạnh một cái nhà mà họ làm về máy cưa, xong rồi còn hàn xì cái thứ nữa. Nên là cứ mỗi lần mà họ bật máy cưa xong họ hàn xì là cái bóng đèn ở trong nhà mình nó cứ nhấp nháy liên tục ấy. Đấy, các bạn hình dung không ạ? Nó rất là yếu thì các bạn có thể sử dụng cái này, nó giống như ở một cái bộ ổn áp cho chúng ta được. Cái bộ lưu điện Eaton 5A UPS này thì nó sẽ hỗ trợ giải điện áp đầu vào từ 140 cho đến 300 VAC. Giải tần số tự động sẽ là 50-60Hz. Nó sẽ tương thích với cả máy phát điện. Tức là trong cái trường hợp bị mất điện lưới, sử dụng máy phát điện thì chúng ta sẽ không cần phải tinh chỉnh vòng quay động cơ máy phát để có tần số phù hợp. Cái Eaton 5A UPS này thì nó sẽ tự động tương thích với cái tần số đó. Cái điều này thì sẽ mang lại cái sự tiện lợi và dễ dàng tương thích trong nhiều trường hợp hơn. Cái ưu điểm của cái bộ lưu điện này thì mình thấy là về phần thiết kế thì trông nó rất là gọn gàng. Tất nhiên ở bên ngoài này thì nó là cái phần kim loại đã được sơn tĩnh điện rồi. Mặc dù cái thiết kế của nó nhỏ gọn như này nhưng mà cái khối lượng của nó thì khá là nặng đấy nhé các bạn nhé. Nó rơi khoảng hơn 10kg. Nếu mà chúng ta hay di chuyển nhiều đi thì mang vác đi nó sẽ rất là nặng đấy. Chúng ta chú ý cái điều này. Tuy nhiên là với cái bộ lưu điện như này thì thường là mình hay để đi một chỗ chứ mình không mang vác đi nhiều, nên là mình cũng không quá lo lắng cái điều đó.
và một số những nhược điểm khác nữa, ví dụ như là những cái dòng công suất cao, ví dụ như là nồi cơm điện hay là bình nóng lạnh hay các thứ đấy, như vừa nãy mình đã nói đấy, thì là chúng ta sẽ không sử dụng được đâu nhé các bạn nhé, hay là nồi lẩu các thứ đấy. Và mình cũng nói luôn đấy là cái này nó không phải là ắc quy tích điện đấy, nên là cái nhiệm vụ của nó cũng không phải là như vậy. Và một cái nhược điểm nữa đấy là cái thời gian sạc của cái bộ lưu điện này nó khá là lâu, và khi sạc thì tất nhiên là nó sẽ bị nóng lên rồi đấy. Thì đấy là cái mà chúng ta cần phải chú ý khi mà mất điện ấy, mà chúng ta sử dụng cái nguồn của cái bộ lưu điện này thì nó sẽ phát ra âm thanh ấy nhá. Và khi nào mà cái bộ lưu điện này mà nó gần hết pin ấy, thì nó sẽ phát ra cái âm thanh liên tục tít 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 liên tục để báo cho chúng ta biết được là à bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, chúng ta hãy nhanh chóng để mà lưu hay là để mà sao chép dữ liệu hay là để làm cái gì đó đấy, kiểu kiểu như vậy. Thì nó phát ra như thế mình thấy nó cũng rất là tiện. Nói chung ý, là mình thấy là cái bộ này nó sẽ phù hợp cho chúng ta trong rất nhiều các trường hợp, kể cả các bạn gia đình các bạn cũng có thể mua được này, hay là các bạn là các cơ quan này, văn phòng này, những người mà làm về bảo mật hay là những người làm media như chúng ta đây, thì chúng ta vẫn có thể mua những bộ như này được. Đấy, thì tất cả thông tin về giá bán cũng như là các khuyến mại đi kèm của cái bộ này như nào mình đã để ở phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video này rồi. Các bạn có thể kích trực tiếp vào đó để có được mức giá tốt nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.